Nãy giờ mình mới thấy đấy. Bây giờ tránh da cái gì vậy? Có liền không? Nó nôn lấy cái tay bỏ vô lắc lắc. Trời ơi. Đi con đinh gì đó. Điều đó là chị Tám có available nhiều lắm. Đây. Trời, mấy bà này nấu phở là ngon quá rồi. Đây là tô phở xe lửa. Đấy là tô phở. Cầm. Cái này để đâu giờ? Để đây được. Ô, chị bị rớt cái đó đó hả? Để đây được không? Xin lỗi. Để đây đi ha. Đừng có quên. No problem. Rớt ra cái này. Để cái ghế này tức rồi. Cầm đây. Anh chị em Lạc Hồng nha. Hôm nay là có phở rồi đó. Hello, dạ lâu quá mới gặp coi. Chị ơi chị. Dạ hai chị. Đây là bằng Tưởng Lục bằng bạc khen về đây của luật sư Dũng. Trông cao đi cánh giữa nhìn cũng quen ha, biết ai ha. Cái ông mà mặc áo là đứng cạnh cái bà mặc áo đỏ, mặt cũng nhìn cũng quen. Cái ông thắt cà bát đỏ này là nhìn mặt cũng quen. Vợ cái nào sợ đi chồng rồi đó thôi. Chồng ai đi giữ. Toàn là tai to mặt lợn ở đây không à? Ý mặt lớn chứ quên. Mặt lợn. Toàn đây là toàn mấy ông tai to mặt lớn không à? Anh mua không biết cái gì đó, còn hai đồng đưa không hết là nhiều khi gặp nước quý rồi, nhiều khi gặp nước canh rồi. Ok. Mình đậu trắng là đi chung. Ok. Merry Christmas.